Sách Thi Thiên chương 30. Cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài cứu khỏi chết. Đức Giê-hô-va ơi, con tôn cao Ngài vì Ngài nâng con lên, không cho phép kẻ thù vui mừng vì con. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con ơi, con kêu cầu với Ngài và Ngài đã chữa lành con. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã đem linh hồn con khỏi âm phủ và gìn giữ mạng sống con để con không xuống mồ. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy ca ngợi Ngài và cảm tạ danh thánh của Ngài. Vì cơn giận của Ngài chỉ trong chốc lát, còn ân huệ của Ngài hằng có trọn đời. Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng liền có sự vui mừng. Về phần con, trong lúc thịnh vượng con có nói rằng, ta chẳng hề rúng động. Lạy Đức Giê-hô-va, nhờ ơn Ngài, núi của con được lập vững bền. Nhưng khi Ngài ẩn mặt thì con liền bối rối. Đức Giê-hô-va ơi, con đã kêu cầu và nài xin với Ngài rằng, làm đổ huyết con khiến con xuống mồ thì có ích gì không? Bụi trò sẽ ca ngợi Chúa ư? Nó sẽ truyền rao sự thành tín của Ngài được chăng? Đức Giê-hô-va ơi, xin lắng nghe và thương xót con. Đức Giê-hô-va ơi, xin giúp đỡ con. Ngài đã đổi nỗi buồn rầu của con ra hoan lạc. Ngài mở áo tang con và thắt lưng con bằng sự vui mừng. Vì thế, linh hồn con ca ngợi Chúa và không nín lặng. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời. Sách Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 2. Cách cư xử của Phao-lô đối với người Tê-sa-lô-ni-ca. Thưa anh em, chính anh em biết rằng việc chúng tôi đến thăm anh em không phải là vô ích. Nhưng như anh em biết, dù đã chịu đau khổ và sỉ nhục tại Philip, chúng tôi vẫn mạnh dạn trong Đức Chúa Trời để rao truyền cho anh em tin lành của Đức Chúa Trời giữa nhiều chống đối. Vì sự rao giảng của chúng tôi không xuất phát từ sự sai lầm, cũng không có ý đồ xấu xa hoặc để lừa dối ai. Trái lại, chúng tôi được Đức Chúa Trời thử nghiệm và ủy thác tin lành, nên chúng tôi cứ thế mà rao giảng, không phải để làm vừa lòng loài người, nhưng để làm vừa lòng Đức Chúa Trời là đấng dò xét tấm lòng chúng tôi. Như anh em biết, và có Đức Chúa Trời chứng giám, chúng tôi không bao giờ dùng những lời du nịnh hoặc vì động cơ tư lợi mà làm. Chúng tôi cũng không tìm kiếm vinh quang từ loài người, hoặc từ anh em, hoặc từ người khác. Dù rằng với tư cách là sứ đồ của Đấng Christ, chúng tôi có thể đòi hỏi anh em tôn trọng chúng tôi. Nhưng giữa anh em, chúng tôi đã cư xử dịu dàng như một người vú săn sóc các con mình. Chúng tôi trìu mến anh em đến nỗi sẵn sàng chia sẻ với anh em không chỉ tin lành của Đức Chúa Trời mà cả chính mạng sống chúng tôi nữa, bởi vì anh em đã trở nên những người yêu dấu của chúng tôi. Thưa anh em, hẳn anh em còn nhớ nỗi lao nhọc và vất vả của chúng tôi. Trong khi rao giảng tin lành cho anh em, chúng tôi làm việc ngày đêm để không trở thành gánh nặng cho một ai trong anh em. Anh em làm chứng và Đức Chúa Trời cũng chứng giám rằng đối với anh em là những tín hữu, chúng tôi đã cư xử cách thanh sạch, công chính và không có gì đáng trách. Anh em cũng biết, chúng tôi đã đối xử với từng người trong anh em như cha đối với con, khích lệ, an ủi và khuyên nài anh em sống một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là đấng gọi anh em vào vương quốc và vinh quang của Ngài. Lòng trung tín của người Tê-sa-lô-ni-ca. Bởi vậy, chúng tôi không ngớt cảm tạ Đức Chúa Trời, vì khi anh em nghe và tiếp nhận lời Đức Chúa Trời từ chúng tôi, anh em không tiếp nhận lời ấy như lời của loài người, nhưng đích thực là lời của Đức Chúa Trời, lời tác động trong anh em là những tín hữu. Thưa anh em đã noi gương các hội thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus tại Jude, vì anh em cũng cùng chịu những nỗi khổ từ chính đồng bào mình, như các hội thánh ấy đã chịu từ người Do Thái, những người đã giết Chúa là Đức Chúa Giê-xu, giết các nhà tiên tri và bắt bớ chúng tôi. Họ làm buồn lòng Đức Chúa Trời và thù nghịch với mọi người, ngăn cấm chúng tôi rao giảng để cứu dân ngoại. Họ luôn làm cho tội lỗi mình đầy dẫy thêm. Nhưng cuối cùng, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đã giáng trên họ. Thưa anh em, về phần chúng tôi,
Tuy xa cách anh em ít lâu, xa mặt chứ không cách lòng, chúng tôi vẫn thiết tha mong gặp lại anh em mặt đối mặt. Vì vậy, chúng tôi, nhất là tôi, Phaolô, đã hai lần muốn đi đến cùng anh em, nhưng Satan đã ngăn trở chúng tôi. Vì niềm hy vọng, sự vui mừng và máu triều thiên đáng hãnh diện của chúng tôi trước mặt Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu khi Ngài quang lâm là gì, nếu không phải chính là anh em? Vâng, chính anh em là vinh quang và niềm vui của chúng tôi. Sách Ê-sai chương 13. Lời tiên tri về sự sụp đổ của Babylon. Lời tiên tri về Babylon, điều mà Ê-sai, con trai A-mốt đã thấy. Hãy dựng một ngọn cờ trên núi trọc, hãy cất tiếng lên với chúng, vẫy tay gọi chúng vào các cửa của người quý tộc. Chính ta đã ra lệnh cho những người đã được ta biệt riêng ra, cũng đã gọi các dũng sĩ của ta đến để thi hành cơn thịnh nộ của ta. Họ là những người vui mừng về sự cao trọng của ta. Trên các núi có tiếng náo động, như tiếng của một đoàn quân đông đảo. Đó là tiếng gầm thét của các vương quốc, tức là các nước họp lại với nhau. Đức Giê-hô-va vạn quân đang tập trung một đạo quân để ra trận. Đức Giê-hô-va và những vũ khí thịnh nộ của Ngài đến từ miền đất xa xăm, từ cuối tận phương trời để hủy diệt cả mặt đất. Hãy than khóc, vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần rồi. Ngày đó sẽ đến như một cuộc tàn phá từ đấng toàn năng. Vì vậy, mọi tay đều bủn rủn, mọi lòng đều tan chảy. Họ sẽ kinh hãi, sự đau đớn thảm sầu bắt lấy họ. Họ đau đớn như cơn quặn thắt của sản phụ lúc sinh con. Mọi người sửng sốt nhìn nhau, mặt đỏ bừng như ngọn lửa. Này, ngày Đức Giê-hô-va đến là ngày thảm khốc, thịnh nộ và tức giận dữ dội, để làm cho đất trở nên hoang tàn và tiêu diệt những kẻ có tội khỏi đó. Lúc ấy, các ngôi sao trên trời và các chòm sao sẽ không chiếu sáng nữa. Mặt trời vừa mọc lên thì đã tối sầm, và mặt trăng cũng không còn soi sáng nữa. Ta sẽ trừng phạt thế gian vì sự gian ác và kẻ ác vì tội lỗi của chúng. Ta sẽ chấm dứt sự kiêu căng của kẻ ngạo mạn và hạ sự tự cao của kẻ bạo ngược. Ta sẽ làm cho con người hiếm hơn vàng ròng, cho loài người hiếm hơn vàng Ophir. Vì vậy, ta sẽ khiến các tầng trời rung chuyển, quả đất bị lay động dời khỏi chỗ nó bởi cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va vạn quân trong ngày Ngài tức giận dữ dội. Bấy giờ, như linh dương bị săn đuổi, như bầy chiên không có người chăn, ai nấy sẽ trở về với dân tộc mình và sẽ trốn về xứ sở mình. Bất cứ kẻ nào người ta tìm thấy sẽ bị đâm, mọi người bị bắt đều gục ngã dưới lưỡi gươm. Các trẻ thơ của họ bị đập tan nát trước mặt họ, nhà cửa bị cướp phá, vợ họ bị cưỡng hiếp. Này, ta sẽ khiến người Mê-đi chống lại họ. Quân ấy chẳng quý bạc, cũng không thích vàng. Cung của chúng bắn nát các thanh niên. Chúng không thương xót thai trong lòng mẹ, mắt chúng chẳng thương tiếc trẻ con. Babylon là sự huy hoàng của các vương quốc, là niềm kiêu hãnh ngạo mạn của người Canđê, sẽ giống như Sodom và Gomorrơ khi Đức Chúa Trời lật đổ chúng. Nó sẽ vĩnh viễn không người ở, từ đời này sang đời kia sẽ chẳng ai cư trú. Người Ả Rập sẽ không cắm trại tại đó, người chăn chiên cũng không cho bầy mình nằm nghỉ nơi ấy. Nhưng thú dữ hoang mạc sẽ nghỉ ở đó, nhà cửa thì đầy những chim cú, đà điểu tới đó trú ngụ và dê rừng sẽ nhảy nhót tại đó. Linh cẩu sủa vang trong cung điện, chó rừng tru lên trong các lâu đài xa hoa. Thời điểm Babylon sụp đổ gần kề, các ngày của nó sẽ không còn kéo dài nữa. Sách Ê-sai chương 14. Sự trở về từ chốn lưu đày. Thật, Đức Giê-hô-va sẽ thương xót Gia-cốp và chọn Israel một lần nữa. Ngài sẽ cho họ định cư trên đất của họ. Người ngoại bang sẽ liên kết với họ và sẽ hợp tác với nhà Gia-cốp. Các dân sẽ dẫn đưa họ trở về quê hương. Trên đất của Đức Giê-hô-va, nhà Israel sẽ chiếm hữu các dân ấy làm tôi trai tớ gái. Họ sẽ bắt giữ những kẻ đã bắt giữ họ và cai trị những kẻ đã áp bức họ. Lời tiên tri về sự suy vong của Babylon. Đến ngày Đức Giê-hô-va cho ngươi được nghỉ ngơi khỏi cảnh đau khổ,
rối loạn và lao động nặng nhọc mà người ta cưỡng bách ngươi, thì ngươi sẽ nói lên lời chế nhạo này về vua Babylon rằng: kẻ áp bức đã đến lúc tận số rồi, cơn giận dữ của hắn cũng phải kết thúc thôi. Đức Giê-hô-va đã bẻ gãy cây gậy của kẻ ác và cây trượng của kẻ cai trị, là kẻ không ngừng đánh các dân trong cơn giận dữ, cai trị các nước trong cơn thịnh nộ, và sự bức hại không ai ngăn cản được. Nay cả thế giới đều được nghỉ ngơi yên ổn, trỗi dậy hoan ca. Đến cả cây tùng cũng hoan hỷ vì ngươi. Cây bá hương trên núi Liban nói rằng: từ khi ngươi nằm xuống, không còn ai lên đốn ta nữa. Âm phủ sâu thẳm cũng bị khuấy động vì ngươi, để đón ngươi đến. Nó đã vì ngươi đánh thức các âm hồn, tức là các lãnh tụ trên đất. Nó đã làm cho tất cả các vua của các nước phải đứng dậy khỏi ngai mình. Tất cả những người ấy sẽ nói với ngươi rằng: này, ngài cũng yếu ớt như chúng tôi, trở nên giống như chúng tôi rồi. Sự sang trọng với tiếng đàn hạc của ngài đều bị đem xuống âm phủ. Một lớp dòi làm nệm cho ngài, còn sâu bọ thì làm mền. Hỡi sao mai, con trai của rạng đông, sao ngươi từ trời rơi xuống? Hỡi kẻ đánh bại các nước, sao ngươi bị hạ xuống đất? Chính ngươi đã nói trong lòng rằng: ta sẽ lên trời, ta sẽ nhấc ngài ta cao hơn các ngôi sao của Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội kiến Sa Tít về phương Bắc. Ta sẽ lên cao hơn các đám mây, làm cho ta giống như đấng rất cao. Nhưng ngươi phải bị ném xuống âm phủ, xuống tận đáy vực sâu. Những người thấy ngươi sẽ chăm chú nhìn ngươi và hỏi: có phải đây là kẻ từng làm rung chuyển địa cầu, làm cho các vương quốc đảo điên, làm cho thế giới trở thành hoang mạc, lật đổ các thành và không mở cửa ngục cho kẻ bị cầm tù chăng? Tất cả vua chúa các nước khi nằm xuống đều được an táng long trọng nơi lăng tẩm mình. Nhưng ngươi thì bị ném xa khỏi mộ như một cành non ghê tởm, như áo của những người bị giết, bị đâm bằng gươm, bị xô xuống những tảng đá dưới hố, như một xác chết bị giày đạp dưới chân. Ngươi sẽ không được chôn với các vua trong lăng tẩm, vì ngươi đã tiêu diệt xứ sở và giết hại dân chúng. Dòng dõi kẻ làm ác sẽ mãi mãi không được nhắc đến. Vì tội lỗi của cha ông, hãy chuẩn bị một chỗ tàn sát con cháu của chúng, kẻo chúng nổi lên chiếm đất đai và lập thành trì khắp mặt đất. Đức Giê-hô-va vạn quân tuyên phán: ta sẽ đứng lên chống lại chúng, ta sẽ tiêu diệt dân Babylon và dân sót lại, cả đến con cháu và dòng dõi kế tiếp. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy: ta sẽ làm cho đất nước ấy trở thành nơi ở của loài nhím, thành ra ao tù, và ta sẽ dùng chổi hủy diệt mà quét sạch đất ấy. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Lời tiên tri về sự trừng phạt Assyria. Đức Giê-hô-va vạn quân đã thề rằng: chắc chắn điều ta đã hoạch định sẽ xảy ra, điều ta đã quả quyết sẽ đứng vững. Ta sẽ đập tan quân Assyria trong đất ta, ta sẽ dày đạp nó trên các núi ta. Ách của nó sẽ được cất khỏi dân ta, gánh nặng nó sẽ được cất khỏi vai họ. Đó là kế hoạch đã được hoạch định cho cả thế giới. Đó là cánh tay đã giơ ra trên tất cả các nước. Vì Đức Giê-hô-va đã hoạch định thì ai bãi bỏ được? Cánh tay Ngài đã giơ ra thì ai có thể làm cho rút lại được? Lời tiên tri về sự trừng phạt người Philippines. Vào năm vua Acha băng hà, lời tiên tri này đã được công bố. Hỡi dân Philippines, đừng vội vui mừng, vì roi đánh ngươi đã bị bẻ gãy, bởi vì từ dòng dõi rắn sẽ sinh ra rắn lục, và con của nó sẽ là rắn lửa bay. Bấy giờ, người nghèo hơn hết sẽ tìm được thức ăn, kẻ túng thiếu sẽ nằm nghỉ yên ổn. Nhưng ta sẽ khiến dòng dõi ngươi chết đói, và những kẻ còn sót lại của ngươi sẽ bị giết. Hỡi cổng, hãy than khóc. Hỡi thành, hãy kêu la. Hỡi dân Philippines, hãy tan chảy. Vì có một luồng khói đến từ phương Bắc, không ai rời bỏ hàng ngũ mình. Phải trả lời thế nào cho sứ giả của nước này? Hãy trả lời rằng: Đức Giê-hô-va đã lập Si-ôn, và kẻ nghèo khổ trong dân ngài sẽ tìm được nơi ẩn náu.